tiếp một kèo thay màn hình G7 Dream buổi chiều nha anh em, chiều tối ha. Đây, khách xài cán bể đây, và màn đây thì nói chung là mặt trên còn được này, mặt dưới bể hết hả, buộc phải thay. Còn nếu mà nó bể kính hay không thì mình ép lại được nha. Còn này buộc thay màn hình mới nha anh em. Rồi, tiến hành mình tháo máy ra nha. Tháo màn ra cũng được thôi. Để nát phôi luôn. Con này mà ép lại cũng không phải đơn giản. Vệ sinh nha anh em. Rồi ok nha anh em, hoàn thành ha. Mình sẽ quấn su cho nó cố định keo nha. Rồi tầm một tiếng nữa là mình tháo xe su ra là ok nha. Rồi clip này tạm dừng tại đây. Thân ái chào cả nhà nha. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi kỳ video. Nhớ bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha anh em. Mình sẽ ra những video tiếp theo liên tục để phục vụ tới anh em ha. Rồi chào cả nhà nha.